Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019, chúng tôi xin mời các bạn xem bản tin đổi tên Vu Đơ Phó Thủ tướng sang Tàu, vẽ lại bản đồ Tập Cận Bình thôn Tính. Vâng, sự căng thẳng tại Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm khi Trung Quốc hôm 18 tháng 9 vừa qua đã ra tuyên bố về việc bãi tư chính là chủ quyền của họ và yêu cầu Việt Nam phải thu dọn giàn khoan Hakuryu 5 cùng các tàu khác rời đi lập tức. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trong báo chí tại trong nước chưa đăng, đấy là thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc này. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi tư chính từ tháng 5 năm nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Họ đã nói rõ. Ông Cảnh yêu cầu phía Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải bàn cãi. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay những cái đường link này để cho các bạn trực tiếp tra cứu cái thông tin từ bản tin gốc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra. Và như vậy là một cái phát ngôn rất nghiêm trọng từ trước đến nay chưa từng có của Trung Quốc, và nói rõ Việt Nam vi phạm chủ quyền của họ. Thì như vậy có nghĩa là đường lưỡi bò của Việt Nam hay nói, hay đường chín đoạn Trung Quốc vẽ ra, thì họ sẽ thực hiện cái điều này thông qua cái sách trắng quốc phòng vừa được công bố. Và điều chớ trêu là chính Trung Quốc là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đáng lẽ cần phải duy trì và hòa bình và ổn định, thì họ lại làm ngược lại bằng hình thức xâm phạm vào vùng chủ quyền của Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, và nói rằng đấy là chủ quyền của họ. Và điều này rất nghiêm trọng. Và các bạn có thể xem những cái thông tin mà chúng ta, hình ảnh chúng ta thấy là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thời gian qua. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hợp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do một nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, thì ta nói rằng nước đó đã phủ quyết. Thì đây là điều rất đặc biệt và rất rõ ràng về việc mà Trung Quốc là một trong những 5 nước của thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng hiện nay Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam nghiêm trọng và họ đi ngược lại tất cả những cái điều mà Hiến chương Liên Hợp Quốc đã ghi. Và trước sự nguy ngập mất chủ quyền của Việt Nam tại bãi tư chính và liên quan đến việc đó thì sẽ mất toàn bộ chủ quyền tại Biển Đông vào tay Trung Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã sang Trung Quốc với lý do dự hội chợ ASEAN China. Và các bạn thấy hình ảnh rất rõ đăng trên trang của Chính phủ Việt Nam đã ghi hình ông có dự và phát biểu ở đây. Và tại đây thì ông đã gặp người đồng cấp là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Chính. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung khác nhau, và trong nội dung đó thì chúng tôi xin đăng trích tả nguyên để các bạn cùng biết là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tiếng Trung Quốc gọi là Vũ Đô, và Phó Thủ tướng Hàn Chính. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, đồng thời đề nghị chính phủ hai nước ủng hộ và tạo mọi điều kiện để tăng cường giao lưu hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương ở biên giới. Cuộc hội đàm này diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang nhập siêu mạnh từ Trung Quốc trong giai đoạn nửa đầu năm 2019. Nhập siêu có nghĩa là Việt Nam nhập quá nhiều hàng từ Trung Quốc và bán ít sang Trung Quốc, như vậy là cán cân thương mại nghiêng về phía Trung Quốc rất thuận lợi, tức là Trung Quốc thu được rất nhiều tiền từ Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam đề nghị Trung Quốc áp dụng biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam cũng như giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại trong các dự án có sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc mà dư luận Việt Nam quan tâm. Thì cái điều đó các bạn cũng đã rất rõ là những dự án như đường sắt Cát Linh cũng liên tục chậm chục lần và không thể đưa vào vận hành được. Và những dự án rất độc hại môi trường như bauxit ở Tây Nguyên hiện nay Trung Quốc vẫn đang khai thác mà không đem lại lợi nhuận gì cho phía Việt Nam, mà chỉ làm mất đi cái tài nguyên cũng như môi trường, và những người dân ở đây đã phải rời đi và nhiều gia đình đã tan nát. Cũng trong cuộc họp
trao đổi này, vấn đề Biển Đông được Phó Thủ tướng đề cập. Ông nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình trạng phức tạp trên Biển Đông. Lời đề nghị của Phó Thủ tướng Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông có chiều hướng căng thẳng vì các hoạt động ở Trung Quốc gần đây. Bắc Kinh đã đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 ít nhất 3 lần vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ở đây là nguyên văn của một bài báo đã đăng ở trên báo Tuổi Trẻ của Việt Nam ở trong nước. Nhưng nội dung này là hoàn toàn không được phía Trung Quốc đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà họ nói về vấn đề Biển Đông như ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ. Và chúng tôi xin trích dẫn nguyên cái nội dung mà Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã đăng về cuộc gặp này. Ở đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trang tin của Tân Hoa Xã đăng và chúng tôi cũng đã dịch tự động. Và sau cái bản tin video này chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay lập tức đường link để các bạn có thể cập nhật và xem trực tiếp bản tin của Tân Hoa Xã. Thì họ không hề nói gì về vấn đề Biển Đông. Nguyên văn: vào ngày 20 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương, Phó Thủ tướng Hội đồng Nhà nước đã gặp Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam, người đã tham dự hội nghị triển lãm Trung Quốc ASEAN lần thứ 16 và hội nghị thượng đỉnh kinh doanh đầu tư Trung Quốc ASEAN. Tân Hoa Xã đã đăng như vậy. Sở dĩ có cái tên rất lạ của ông Phó Thủ tướng Việt Nam vì sau khi sang Trung Quốc thì họ đã đặt cho ông một cái tên rất là quen với tiếng gọi của Trung Quốc, hay gọi ông ta là Vũ Đê. Vũ Đê tức là tên của ông ta bằng tiếng Trung Quốc. Khi gặp ông Vũ Đê, tức là cái Phó Thủ tướng của Việt Nam, ông Thủ tướng Trung Quốc nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là những cộng đồng chiến lược quan trọng về vận mệnh và quan hệ song phương đang bước vào thời kỳ kế thừa quan trọng. Hai bên cần tuân theo sự đồng thuận quan trọng của các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường đoàn kết và hợp tác, củng cố nền tảng của dư luận xã hội và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam theo đúng hướng. Cần phải nắm bắt một vành đai, một con đường và hai vành lang và một vòng tròn để kết nối tuyến chính này và thúc đẩy hợp tác ổn định trong các lĩnh vực quan trọng. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ đóng góp một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung Quốc, ASEAN và các với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm tới. Đây là thông tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc và họ ghi thêm. Ông Vũ Đê, tức là nói là ông Phó Thủ tướng Việt Nam, nói rằng ông chân thành chúc mừng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân chúc mừng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì những thành tựu to lớn trong việc xây dựng và cải cách và phát triển quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc là một tài sản quý giá. Phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố tình hữu nghị giữa hai nước và nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự phát triển của quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Hết. Ở đây hình ảnh các bạn có thể xem và chúng tôi chia sẻ. Và như vậy là trong cái bản tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc không hề nói gì bất cứ một từ nào về việc ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam chia sẻ với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhưng phía báo Việt Nam thì đăng rất nhiều việc đó. Thì vậy bây giờ điều này nói đến điều gì? Và đây là một việc hết sức nghiêm trọng. Vì như vậy là phía Trung Quốc đã không đếm xỉa gì đến các phát ngôn của và yêu cầu của Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam, cũng như là mục đích thực sự của chuyến đi sang Trung Quốc của ông lãnh đạo cấp cao này của Việt Nam. Nhưng cũng có thể phía Trung Quốc không đăng vì phía Việt Nam hoàn toàn không đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với Phó Thủ tướng Trung Quốc như các báo ở trong nước đã đăng như vậy. Vậy thì cũng rất nghiêm trọng khi chính phủ Việt Nam nếu làm như vậy thì lại trở thành tung tin giả cho báo chí để loan tải, để người dân tưởng là Phó Thủ tướng của Việt Nam quan tâm đến chủ quyền thật nhằm trấn an dư luận trước một mưu đồ phía sau còn lớn hơn. Thì điều này rất nghiêm trọng. Và dù sao đi nữa thì việc phía Việt Nam và Trung Quốc đăng tải nội dung cuộc gặp quan trọng giữa hai phó thủ tướng đã bị cắt bớt hoặc thêm nội dung quan trọng, cắt bớt cái nội dung quan trọng nhất là chủ quyền Việt Nam là điều rất nghiêm trọng. Để thể hiện quan điểm giữa hai đối đầu giữa hai nước trong thời gian qua và thời gian tới thì điều đó thêm một lần nữa chúng ta chắc chắn rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ còn gặp rất nhiều những cái trở ngại trong cái con đường mà có thể đàm phán với nhau về vấn đề Biển Đông. Vì như các bạn đã thấy rất rõ là phía Việt Nam đăng rất nhiều về việc ông Phó Thủ tướng Việt Nam nói về vấn đề Biển Đông, nhưng Tân Hoa Xã không nói gì. Thì một trong hai nơi phía Việt Nam hoặc là phía Việt Nam tự bịa ra cái thông tin đó để đăng lên để nhằm mị dân, nhưng cũng có thể là phía Trung Quốc họ cắt phần đó đi và họ muốn giấu người dân Trung Quốc một
cái việc đó, cho nên họ cũng không đăng. Thì cả hai cái vấn đề đều rất nghiêm trọng. Cho nên cái việc này rất nghiêm trọng đến mức mà đến ngày hôm nay, tức là đến 4 ngày trôi qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể đưa ra bất cứ công bố nào phản bác lại khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại bãi Tư Chính, ở Hoàng Sa và Trường Sa như lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản đã nêu ra vào hôm 18 tháng 9 vừa qua. Và điều này rất đặc biệt vì với những cái nước khác thì chúng ta sẽ chứng kiến ngay lập tức những phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao sẽ phản bác lại, nhưng lần này chúng ta đã thấy 4 ngày trôi qua mà không hề có bất cứ phản bác nào từ phía Việt Nam. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì im bặt gần 3 tháng nay về vấn đề chủ quyền biển đảo. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đang mải ôn lại cái quá khứ chiến tranh trước đây, với hình ảnh chúng ta bắt gặp ông trong cái ngày hôm nay là đi dự một cái hội nghị gồm có những cái thiếu sinh quân mà chúng ta xem đã được đăng tải trên một số trang báo trong nước. Đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt truyền thống 70 năm thiếu sinh quân Việt Nam. Ngày 22 tháng 9, tức là hôm nay, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự cuộc gặp truyền thống 70 năm thiếu sinh quân Việt Nam. Tham dự có gần 500 thầy và trò và các thế hệ thiếu sinh quân toàn quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lãng hoa chúc mừng. Và tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Mão, trưởng ban liên lạc thiếu sinh quân toàn quốc, ôn lại truyền thống vẻ vang của các học sinh trường thiếu sinh quân Việt Nam, trường vinh dự được Bác Hồ sáng lập. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các trường thiếu sinh quân đã lần lượt ra đời ở các đơn vị bộ đội chủ lực và các quân khu trong cả nước. Những học viên của trường thiếu sinh quân các thời kỳ chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ. Và đây là cái điều rất rõ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đi dự và ca ngợi những cái việc mà chống Pháp và chống Mỹ ngay trong lúc này, và cổ vũ cho cái điều này. Thì điều này có lẽ không lợi cho Việt Nam, bởi vì các bạn cũng đã biết Trung Quốc đang lăm le xâm chiếm Việt Nam ở trên biển đảo, và đặc biệt họ đã tuyên bố chủ quyền tại bãi Tư Chính cũng như toàn bộ vùng Biển Đông. Thì Việt Nam gần như là chỉ còn một phần rất nhỏ bờ biển mà thôi. Và gần 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua vẫn câm nín nhẫn nhịn người đứng đầu của Đảng Cộng sản, người đứng đầu của Đảng. Mặc dù chủ quyền đất nước bị Trung Quốc xâm lấn, chỉ còn lại trên 90 triệu người dân Việt Nam dường như đã bất định sống trong một đất nước không có rõ ràng về mặt chính trị, và để mặc cho Trung Quốc cướp dần lãnh thổ của cha ông để lại. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin mới nhất cho các bạn trong thời gian nhanh nhất. Xin chào các bạn.